đội lễ nghi lên ý chùa. Hôm mi này chúng con thành tâm đội lễ nghi lên ý chùa, thắp một tuần nay cùng đi về đức Phật, tâm trí nhẹ nhàng phong thái nghiêm trang. Con nguyện cầu hai chữ, hai chữ đừng quỳ dưới nghi Phật nghi đàn. Ôi linh thiêng phút giây bình yên, quỳ dưới nghi Phật nghi đàn. Chuông mõ ngân vang kệ kinh lắng lại, con thấy trong lòng như có nắng ban mai, như nhiệm màu Phật pháp nghi, Phật pháp dạng ngời nghi soi nghi trong đời. Phật chiếu Phật chúng muôn nghỉ nghỉ nơi nghỉ 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 nghỉ
được ba phòng liền để cô vừa làm đến bảo vệ các giáo viên cũng như là bảo
và các cháu xã ba xã rồi vui ha. Đồng quy lên là cầm thập phương Bye.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa tất cả quý vị Phật tử và bà con đồng hương Việt Nam thân mến, vừa rồi chúng ta đã cử hành lễ vía Phật Di Lặc và cũng từ thời khắc giao thừa của năm Mậu Tuất 2018. Và giờ đây để cho buổi lễ được thập phần viên mãn thì chúng con thành kính là cung thỉnh đại đức Thích Phạm Nhân trụ trì chùa Phổ Đà tại Bắc Ninh có đôi lời khuyên tấn đến từng quý vị Phật tử, cũng như có lời chúc năm mới để mời toàn thể đồng bào người con nhân đặc biệt của chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật. Thành kính cung thỉnh đại đức trụ trì. Năm nay chúng ta đón Tết một Tết rất là đông và thêm một Tết nữa mà chúng ta trở về mái chùa Thân Kiêu mang tên Phổ Đà ở quận Hà Sam. Đặc biệt hơn năm nay chúng ta đón Tết được cùng với thầy Phật tử là anh em về đây Việt Nam sang đây thăm được tết trong ba tháng thì nhân viên này cũng là các bạn làm cùng quyền cùng người Việt Nam thân là đầm ấm khi chúng ta xa quê hương nhân bài này tận tình rồi tạo vì ở đây sự đời chỉ muốn cho con một cái tôi đi đi. Trong một năm qua 2017, rất là cảm ơn quý vị đã đồng hành chia sẻ những cái việc thiện nguyện cũng như trở về chùa tu tập sinh hoạt hàng tuần công của chúng ta. Sang năm mới thầy cũng đại diện cái chùa và có một đội ngũ ở đây chúc quý vị một năm mới sức khỏe bình an, gia đình thân thiện, bà con thân bằng thân thuộc luôn luôn gặp chánh pháp, được nghe chánh pháp, hiểu rõ con đường chánh để điều chỉnh lý sống an toàn hạnh phúc yêu thương. Thì cũng như thường năm, quý vị trở về chùa lễ Phật, làm lễ vía Phật Di Lặc. Sau đó thì chúng ta cũng phụ lộc đầu năm về đây mấy một năm. Do vậy thì đầu năm thầy cũng chúc quý vị năm mới sức khỏe, tiếp thầy xin cảm ơn. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây dây cuối sức vầy ta nghe bài học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong cái say đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Từ đâu thành phố tôi ở phương trời xa, ta hát vang ta kết xin trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sướng vui lòng. Tiếng bài học luôn cho thật mạnh mẽ, ta vượt qua trong cái say.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm. Tâm hà chi sao tiêu tan những cơn mê lầm. Con tôi ở phương trời xa, ta hát hát ta đạo hoàn. Ta kia đô xin chân con. Hôm nay ta về đây, cầm tay nghe tiếng tràn đầy. Hôm nay ta về đây, phút giây vui xuân vầy. Nghe mời mặt tụi cho đất hàng ngày. Ta vượt qua trong ngày, say đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây chú tâm. Tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Hoàng tử đôi thầm tôn tôi ở phương trời xa. Ta tiến xin chân bạn. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy. Hôm nay ta về đây phút giây vui sung vầy. Nhìn lại ngày mai cho thật hằng ngày. Ta vượt qua trong đời say đời vui tương lai. Chưa trả lời được xin lỗi mọi người nhé. Để chúng ta sẽ trả lời được một tí và chúng ta đã nhận được từ hai điều kiện chân viên. Đây là đầu tư điều kiện chân viên. Chương trình có thể tổ chức hai thầy xin phép mời ba bộ bài đầu tiên. Quý vị ủng hộ ạ. Kính thưa tất cả các quý vị. Yeah.
Cho tôi quên nỗi buồn với thề, cho tôi.